Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với lại kênh YouTube của Happy Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về bệnh cầu trùng, làm thế nào để kiểm soát bệnh. Như chúng ta đã biết, bệnh cầu trùng là bệnh do đơn bào có mặt ở khắp nơi, đó là cái uh, chủng uh, Emeria nó ký sinh nội bào và nó phải xâm nhập vào trong cái tế bào sống đó là cái tế bào đường ruột của con gà để nhân lên. Thì khi chúng ta thấy được là cái uh, con gà nó ăn vào những cái uh, nang noãn bà tử thì nó sẽ đưa vào trong cái lòng ruột và đến thành ruột và xâm nhập vào tế bào biểu mô của uh, đường ruột của con gà thì nó gây ra là cái tổn thương cái biểu mô đường ruột khi mà gây ra tổn thương biểu mô đường ruột thì nó sẽ làm giảm cái chức năng rào cản của cái thành ruột ở đây gây ra viêm nhiễm uh, gây ra nhiễm trùng cái phát thì khi mà à, à, giảm cái chức năng à, rào cản và vi dung mao thì nó làm giảm cái diện tích hấp thu đường ruột dẫn tới là cái tỷ lệ chuyển hóa thức ăn nó tăng lên giảm tăng trọng hàng ngày mất cân bằng điện giải là do tiêu chảy mất nước rồi nó thiếu máu là do nó bị chảy máu ở đường ruột khi mà cái thành ruột này nó bị tổn thương cũng như là tăng tỷ lệ chết nó thấy để mà phòng trị bệnh cầu trùng ở trên gà thì chúng ta có thể sử dụng một cái sản phẩm là tên là salinomycin salinomycin thì đầu tiên nó có mặt ở trên thị trường vào năm 1970 đây là cái hoạt chất có độ hoạt động cao vì nó ít tạp chất và nếu mà chúng ta thấy được là ở ở salinomycin thì có hai dạng một cái dạng là dạng bột và một cái dạng viên nén thì chúng thấy được là dạng viên nén thì nó sẽ có một cái hiệu quả về tỷ lệ trộn nó sẽ tốt hơn đây là một cái vinafor hiệu quả nhất đối với lại cái con acebulina acebulina thì nó nằm ở chỗ cái ruột non của con gà và nó kiểm soát tốt của maxima và tenela à, trong khi đó thì nó ít tác động lên cái à, lượng giảm cái lượng ăn vào của con gà cũng như ít tác động lên cái 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 cái, cái um, À, lượng mà thức ăn ăn hàng ngày của con gà à, giúp cho con gà tăng trọng tốt và ở đây là chúng ta không cần cái thời gian ngưng thuốc thì đối với lại cốc sistop hai phần trăm hay là salinomycin thì chúng ta có thể có cái liều dùng là 500 đến 550 trăm trên tấn thức ăn thì nó tương đương đến là 60 đến 66 ppm thì về nơi hoạt động đó điều là cốc thì, thì nó hoạt động chủ yếu là nó tác động cái con emeria lúc ở giờ ngoại bào đó là cái giai đoạn là pro sporozoa và merozoa đây là cái ngày thứ thứ nhất và cái ngày thứ ba à, trong cái chu kỳ lây nhiễm của emeria thì salinomycin thì nó cũng nằm cái vùng hoạt động là nằm ở trong cái lòng ruột nó không có bị hấp thu ra bên ngoài về cơ chế hoạt động thấy được là nó có tác dụng là kháng cầu trùng dựa trên cái ái lực với là màng tế bào của emeria thì việc mà liên kết giữa salinomycin với là màng tế bào của cầu trùng thì nó cho phép chuyển cation qua màng tế bào chất từ đó thì cái quá trình này nó làm mất cân bằng nồng độ giữa natri là kali canxi và áp suất thẩm thấu như ph và tương ứng là toàn bộ cái quá trình trao đổi chất của cái con cầu trùng này thì khi đó nó tăng hàm lượng canxi lên trong tế bào thì nó làm ảnh hưởng đến chức năng của thi thể cầu trùng thì nó sẽ dùng cái năng lượng để nó duy trì cân bằng áp sức thẩm thấu nên là khi nó tác động như vậy thì nó bị tiêu hao năng lượng nhiều hơn và khi năng lượng nó cạn kiệt thì tế bào cầu trùng sẽ bị uh, dễ tổn thương vỡ ra và chết Salinomycin thì có tác dụng sớm trong cái vòng đời của cộng trùng ngăn ngừa giai đoạn ngoại bào là sporozoa và merozoa em thấy được là salinomycin này thì có tác dụng đối với lại acebulina thì khi mà cái con gà nó ăn cái nó nó ngang cột trùng vào thì nó sẽ đưa vào ruột non thì khi mà có mà cái salinomycin này thì nó sẽ cái ức chế và nó tiêu diệt cái con cột trùng cái giai đoạn này đối với lại là có stock 12 phần à, trăm cho thấy được là cái kiểm soát tốt đối với lại các loài emeria và giúp cho tăng trọng tốt ta thấy được là đối với lại cái việc mà sử dụng là cấp hay salinomycin là 66 ppm hay là 60 ppm thì nó đều có tác dụng tốt ở trên ruột non ruột giữa và cái manh tràng của con gà thì về đặc tính sản phẩm thấy được là salinomycin này thì nó có nhiệt độ nóng chảy thấp nó tầm khoảng 80 độ C thôi nên mà khi mà chúng ta sử dụng dạng bột thì nó lại có xu hướng bám với trong thiết bị và sản phẩm nếu mà chúng ta sử dụng sản phẩm dạng hạt thì nó giúp giảm nguy cơ về bị tan chảy này thì đối với lại gà nhỏ thì nó dễ nhạy cảm với lại salinomycin khi quá liều À, nó sẽ gây ra hiện tượng yếu cân hoặc là liệt là do dấu hiệu đặc trưng của gà khi ăn quá liều salinomycin. đối với lại sử dụng nếu mà chúng ta có quá trình trộn không có tốt thì salinomycin nó sẽ không có hòa tan đều trong thức ăn, nó dẫn đến là cái việc là có nơi thức ăn có chứa nhiều salinomycin và có nơi không chứa nhiều, đó với là dạng bột thì nó sẽ gây ra hiện tượng quá liều và ảnh hưởng đến gà về tính ổn định chúng ta thấy được là salinomycin thì là đối với lại coxistat thì nó giữ nguyên được hiệu lực khi là có nhiệt độ ép viên thường đó, đối với cám gà thì ép viên lên quanh tầm khoảng chừng là à, 80 cho tới à, 85 độ C có 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 yếu dịch thì lên 90 tuy nhiên là chúng ta đang nói ở đây là cám gà thì đây là cấp thì được chứng minh là chất lượng ổn định trong khoảng 36 tháng và trong điều kiện bảo quản thông thường và được chứng minh ổn định trong thời gian hoàn chỉnh như hơn 3 tháng Về chất lượng COPSYSTOCK salinomycin của Fibro Animal Health chúng thấy được là đây là cái sản phẩm được sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất tại nhà máy GMP cả nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng thì được sản xuất bởi Fibro bên Brazil và hoàn thành cái việc mà chi xuất nguồn gốc cũng như là kiểm soát quá trình sản xuất Đây là một cái sản phẩm tuyệt vời nhẹ nhẹ và nó À, chạy tự do nó nó sẽ không có bị bám vào trên cái 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 thành của máy chọn dẫn đến cái việc mà chọn không đồng điều và quá trình thì bà chế độc đáo dùng cái công nghệ Roller Compaction. Đây là nhà máy được à, chứng nhận GMP và của FDA. À, cái công thức mà sử dụng salinomycin à, hay phần 12% này thì giúp cho việc mà phân phối sản phẩm trong thức ăn được tới U và đây là kết quả là nó sẽ giúp cho việc giảm rủi ro khi việc chúng ta chọn không có đồng điều à, mang đến sự an toàn và hiệu quả vượt trở khi là chúng ta kiểm soát bệnh à, cầu trùng trên cái gà thịt thì phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn à, các bạn đã lắng nghe nếu các bạn quan tâm đến cái vấn đề cầu trùng thì xin hãy vui lòng đăng ký kênh youtube của tôi là quốc để có thêm thông tin bổ ích. Xin chân thành cảm ơn.